Xin chào anh chị đã quay trở lại kênh nhà Bình Chánh Nguyễn Thành Vũ nha. Anh chị ơi, đây là một cái căn nhà nha anh chị. Diện tích rộng, gần khu công nghiệp nha, gần với trục đường 835, trùng gần với trục đường 826, gần với trục đường Đinh Đức Thiện nha anh chị ha. Với diện tích ngang 5,5m, dài 44m nha anh chị. Đầy đủ công năng cho mình luôn. Và với căn nhà này thì giá mềm nha anh chị ha. Chỉ có là khoảng hơn 3 tỷ xíu thôi. Những cái căn nhà ở dưới này á, chủ yếu là mọi người đều bán là của Long An hết nha anh chị. Đó, Thành Vũ nói trước và giải thích cho anh chị hiểu và hiểu rõ nha anh chị ha. Đó, tại vì á, thuộc Bình Chánh thì không có. Và đây là cái kênh nhà Bình Chánh của Thành Vũ, lúc trước là bán Bình Chánh thì cũng khá nhiều. Đó, rồi, đây, ở đây á, thì hai bên thì có một cái hàng cây, hai bên có hàng cây cho mình, trồng cây sẵn cho mình rồi. Và bên đây có những cái tấm ốp trang trí nè anh chị. Đó, những cái kiểu ốp trang trí ha, được sơn giả đá cho mình rồi, rất là đẹp luôn anh chị. Và đây cái mẫu nhà của mình đây anh chị. Mẫu nhà mình thì một trệt một lửng nha, có làm sẵn mái che cho mình rồi, thông tầng, nhìn rất là đẹp và chiêu luôn anh chị. Đó, đây dùng hệ cửa nhôm Sinfa hết cho anh chị nha, cửa nhôm Sinfa hết. Và đây là không gian phòng khách của căn nhà đây. Phía sau á, thì cái chỗ có vách tivi á, vách sofa á, thì được sơn giả đá cho mình rồi, làm đèn led rồi luôn anh chị ha. Bên đây cũng vậy, một cái hệ tủ tivi đầy đủ cho mình đó, những cái ngăn tủ và diện ngăn cách giữa không gian phòng khách và phòng bếp nhà mình rồi. Cầu thang thì dọc dọc dài. Và bên đây nè anh chị, nguyên cái hệ cửa nhà mình thì rất là rộng luôn anh chị. Đó, nguyên cái hệ cửa nhà mình thì làm cho căn nhà mình sáng cực thôi rồi luôn. Trên á, thì có đèn chùm cho mình nữa nha anh chị ha. Rồi, có hệ tủ bên dưới luôn anh chị. Đây, đây có hệ tủ bên dưới luôn, tủ dưới, tủ bếp dưới, tủ bếp trên, đầy đủ cho mình. Và có một cái tủ rượu cặp bên đây luôn anh chị. Đó, mỗi ô là một chai nha. Rồi, nhà vệ sinh thì đặt ngay phía sau, có đầy đủ công năng, bồn cầu, chỗ tắm đồ đầy đủ anh chị ha. Và có luôn phòng ngủ ngay bên dưới tầng trệt nữa. Đây, phòng ngủ ngay dưới tầng trệt, ốp lát gạch chăn tường, tặng khu nội thất cho mình luôn anh chị. Có phòng ngủ ngay, có nhà vệ sinh ngay bên trong luôn anh chị. Rồi, cửa sổ thì mình thông ra ngoài này luôn, thông ra khoảng sân phía sau luôn anh chị. Đó, đầy đủ công năng. Và phía sau này thì còn nguyên một cái khoảng sân vườn luôn anh chị ơi. Đây, một khoảng sân này rất là dễ thương luôn. Đó, bồn cây nè ha. Rồi, ở trên đây thì mình cũng có những cái sàn ốp gỗ nha anh chị. Đó, nhìn kiểu cũng rất là chiêu luôn. Đó, rồi trên thì làm luôn một cái mái che cho mình rồi anh chị. Đó, rất là thoải mái ha. Về ở đây mình ngồi, mình ngồi bàn trà, uống rượu, uống bia, uống trà buổi chiều tối cũng được anh chị. Khoảng sân bên đây thì mình trồng hai bên cây rồi anh chị ha. Rồi, bây giờ cô chú anh chị cùng Thành Vũ lên lầu để khám phá không gian bên trên nha. Một không gian lửng rất là đẹp luôn anh chị, bởi có một cái cây đèn chùm này ha. Và đây là cái chỗ mà để mình thờ nha anh chị, chỗ thờ nhìn thẳng ra ngoài. Và bên ngoài thì cũng có những cái khung lấy sáng chứ rồi, cho nên là căn nhà mình rất là sáng và thoáng nha anh chị ha. Và phía sau này nguyên cái bức tường bên đây thì được ốp những cái phào chỉ nổi cho mình rồi nha anh chị ha. Bên đây thì mình sẽ là cái không gian phòng ngủ, giường, tủ, có nhà vệ sinh bên trong luôn. Đó, phòng nào phòng nấy đều có nhà vệ sinh bên trong hết nha anh chị. Nhà vệ sinh thì có vách kính tắm đứng cho mình hết. Đó, toàn bộ là có vách kính tắm đứng hết nha anh chị ha. Rồi, rất là đầu tư luôn. Đó, đầu tư bài bản luôn anh chị. Rồi, bên đây cũng vậy luôn. Đó, riêng căn phòng ngủ bên đây thì cũng có nhà vệ sinh luôn anh chị. Đó, đầy đủ công năng, có nhà vệ sinh bên trong luôn. Và phòng ngủ thì có đầy đủ nội thất cho mình, giường, tủ, quần áo, đồ có đủ hết rồi anh chị. Mang mùng mền về là ở thôi nha anh chị ha. Rồi, phía sau này thì mình có luôn một cái không gian ban công ngoài này. Đây, ban công thì đây, anh chị thấy nhìn từ bên đây qua ha, nhìn thấy khoảng sân sau nhà mình nè, nhìn toàn bộ dãy nhà mình luôn. Đó, toàn bộ những cái căn nhà còn lại luôn nha anh chị ha. Đó, rất là dài. Và khu dân cư này thì ở đông đúc nha anh chị. Rồi, bây giờ cô chú anh chị cùng Thành Vũ tổng hợp thông tin và báo giá căn nhà này nha. Anh chị ơi, cái căn nhà mình nó là một căn nhà hướng đông bắc nha anh chị ha. Và với diện tích là ngang 5,5m, dài là 44m nha anh chị. Và pháp lý là sở hồng nguyên và có 4 phòng ngủ, 4 nhà vệ sinh, một phòng thờ. Đầy đủ công năng cho cô chú anh chị luôn. Và diện tích bự như thế này, giá thì là 3 tỷ 200 triệu nha. Giá trên là giá full hoàn toàn và còn thương lượng bất lộc cho anh chị nữa. Anh chị nào quan tâm thì nhớ gọi số hotline cho Thành Vũ nha, để sở hữu những cái căn nhà giá rẻ nhất thị trường nha anh chị. Đó, rồi, Thành Vũ chúc cô chú anh chị sớm tìm được cái căn nhà như ý nha anh chị ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh chị vào những cái video kế tiếp.